bạn nó sẽ không có hiểu được cái chu kỳ của phụ nữ, cho nên là bạn cứ nghĩ là chắc không có bầu. Đến tháng thứ tư á, từ 48 49 kg mà em xuống còn có 41 kg. Bây giờ mẹ bình tĩnh nha, ở đây có cô có bác có ba ở đây, mọi người đều ở bên cạnh mẹ, nhưng mà con thì con chỉ có một mình thôi, con đang tìm đường ra với mẹ. Mời mẹ đến. Chị. Chào em. Chào em. Em là Trần Thanh Nhung, em đang kinh doanh mỹ phẩm và cũng như là thực phẩm chức năng. Em có một bé gái tầm 2 tuổi. Cách đây khoảng tầm 3 năm đúng không? Và nó rất là mới, cho nên là cái trải nghiệm, những cái kỷ niệm chắc chắn là nó vẫn còn rất là gọi là rõ mùng một. Em cảm ơn chị. Phát hiện mình mang thai thì nó đã diễn ra như thế nào? Lúc đấy á, là thường xuyên em tập thể dục mỗi ngày, bắt đầu em cảm thấy là em tập một chút sau em bị choáng, cái mình mệt. Ban đầu em nghĩ là chắc là do em không ăn trước khi tập á, nhưng mà liên tục mấy ngày sau đó thì em vẫn bị như vậy. Thì đến lúc mà em nghĩ là em có em bé thì em đi thử thử ra thì nó không ra, nhưng mà lúc em có để cái que đó ở trong cái sổ đó trong nhà vệ sinh của em á, đến tối về thì em lại thấy là nó lên một vệt mờ mờ mờ. Đến hôm sau thì em thử nó cũng không lên, đến tối nó vẫn lên một mờ mờ như vậy. Nhưng mà em cảm giác của em á là em nghĩ là em có em bé. Vài ngày sau thì em có nói với bạn chồng của em, bạn cũng bảo là chắc không có đâu. Vài hôm sau nữa tụi em đi du lịch với nhau thì em có cảm giác là em bị nôn. Sau đó thì khi mà em về thì em cũng thử lại, mà kiểu trong lòng em cảm giác là em có, nhưng mà khi mà em nói với mọi người thì không ai tin em. Vì sao, vì sao? Dạ thật ra là trước đó là tụi em có ý định sẽ có em bé, nhưng mà ông em mất, cho nên là cũng bàn với nhau là thôi gác lại cái việc đấy, và chắc cũng phải gác tầm khoảng 1 tháng. Khi mà em nói thì bạn chồng em cũng bảo là chắc không có, tại vì trong suốt một cái khoảng thời gian tụi em không quan có. hệ. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà trước đó là có mà. Dạ, bạn nó sẽ không có hiểu được cái chu kỳ của phụ nữ, cho nên là bạn cứ nghĩ là chắc không có. Ồ không, cái gọi là cái việc hiểu này nè, nhẹ thì nó là câu chuyện mang tính thờ ơ, mà nặng nặng nhiều khi nó cũng có nhiều bi kịch lắm nha. Nó có nhiều người nghi ngờ phẩm hạnh của phụ nữ bởi vì họ không hiểu cái cách tính chu kỳ thai á. Nói chung là hiểu biết chưa đầy đủ nó cũng nguy hiểm lắm. Rồi sao rồi? Thế thì bây giờ em tin ai? Em tin vào bản thân mình hay em tin vào dư luận? Thì lúc đó em vẫn tin vào bản thân em á chị, cho nên là em bắt chồng em là phải kêu bác sĩ và xét nghiệm máu cho em. Nhưng mà khi mà trả kết quả xét nghiệm máu ra thì cũng là kết quả 50-50. Xong rồi em vẫn lì chị, em vẫn tự em đi ra bệnh viện Từ Dũ để em siêu âm. Thì lúc đó là bác bảo là không có cho, tại vì còn nhỏ quá cho nên là sẽ không được siêu âm đầu dò. Em về nhưng mà trong lòng em vẫn chắc chắn là em có, và em có cảm giác là em thèm ăn những cái món mà trước giờ em chưa ăn bao giờ. Đó là dấu hiệu đó. Khoảng 10 ngày sau á, em mới đi ra bệnh viện em siêu âm lại một lần nữa, thì lúc đó là có. Thì trong 10 ngày đó là mình thèm những món mà chưa bao giờ mình thèm, mình cam đoan chắc chắn là cơ thể của mình là đang có một em bé. Thì những người xung quanh của em có nói em làm lố không? Được một cái là cái khoảng thời gian đấy mọi người xung quanh cũng khá là chiều em á chị. Khi mà em nói là em muốn ăn món trứng cút kho xì dầu, thật là đó giờ em chưa ăn món đó bao giờ luôn. Tại sao tự nhiên tưởng tượng ra được món đó gì Nhung? Em ngủ mà em không. Và kiểu em ước là mỗi ngày em có thể được ăn nó luôn á chị. Rồi mọi người cũng làm cho em ăn. Dạ, nhưng Rồi nó mà có đúng như trong giấc mơ không cái vị á? đến cái lần đầu tiên là mọi người làm cho em thì em ăn xong em cảm thấy là không, chưa chưa đúng cái vị. Chưa Trời tới như khó trong giấc vậy luôn mơ. đó. Lần sau thì em mới ngồi em diễn tả cho chồng em là cái món này phải làm như vậy. Tự chế ra một cái quy trình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đúng cái nư em chưa? Lần thứ Dạ hai. lần thứ hai thì đúng. Đúng cái nư của em, đúng cái nư trứng cút kho xì dầu. Nhưng mà tới bây giờ còn ăn không em? Dạ không. Đẻ cái hết ăn. Dạ đúng rồi. Độ tầm 3 tháng là em không còn thèm cái món nữa đâu. Trời ơi, đúng là cái nư bà bầu thật sự luôn. Ngon quá ha. Rồi sao? Tới cái lần thứ hai mà mình siêu âm là mình phát hiện là mình có em bé rồi, là bao nhiêu sự tập trung chắc chắn lúc này sẽ hướng về Đúng mình rồi ạ. và mình thả ga đúng không? Mình ăn uống cũng thoải mái nè, mình thèm gì mình ăn cái đó, lúc này là mình đã được mọi người chấp nhận rồi mà. Đúng không? Nhưng mà thật ra lúc mà em trước khi mà em mang bầu á là em kiểu em cũng ăn kiêng, xong rồi em cũng hạn chế ăn uống á. Nên lúc mà khi mà em biết em có bầu, cái điều đầu tiên em nghĩ trong đầu là bây giờ mình được ăn thoải mái rồi. Nhưng mà em bị ngán chị, và em không ăn được một bất kỳ món gì, cứ ăn vô xong là cứ nôn ra và em ngán ngủ luôn. Có bầu đến tháng thứ tư á, từ 48 49 kg mà em xuống còn có 41 kg. Rồi dạ em rất là ốm. Bác sĩ tức có là không rầy ăn được em không? gì? Dạ có. Thật ra là tụi em chưa có cưới nhau, cho nên là khi mà biết em có em bé xong là kiểu cả hai bên gia đình đều tức tốc để làm đám cưới á,
Nhưng mà lúc đó em ốm quá cho nên là mọi người cũng không ai nghĩ em có bầu hết. Có dấu hiệu suy nhược không? Thì chỉ đơn thuần là em bị giảm cân thôi. Dạ có, kiểu như là lúc nào người em cũng xanh xao hết. Và thể trạng của em cũng khá là yếu cho nên là lúc đó bác sĩ có nói với em là em hạn chế đi lại là. Nhưng mà chỉ số y khoa của em bé thì ổn định đúng không? Thế thì tới tháng thứ mấy em mới hết ngén? Dạ đến gần tháng thứ tư, thứ năm á thì em mới bắt đầu em hết ngén. Nhưng mà nó chỉ đỡ đi được một chút thôi, nhưng mà em vẫn không ăn nhiều được. Cứ ăn nhiều lại em lại nôn ra. Mãi đến gần tháng thứ 8, thứ 9 á, bác sĩ phải thúc cho em làm sao để đủ target cho bé để đi sinh. Tức là mình không có một cái phương án nào để nạp cái dinh dưỡng cho mình hết. Dạ. Mẹ em xong rồi chồng em rất là chăm. Nói chung là chỉ còn em thèm ăn cái gì là sẽ mua về liền. Mua về xong em nhìn xong em không muốn ăn nữa. Cố gắng lắm thì cũng chỉ ăn được một ngày. Thật ra thì mọi người cũng vẫn khuyên là ngén gì thì ngén, nhưng mà cũng phải ráng nạp. Đúng. Nhưng mà sao nạp được? Bà bầu mà. Đó là lý do mà người ta nói là đối với một mẹ bầu thì cái việc chăm sóc nó không phải là đơn giản là như vậy. Thế thì đó là những thay đổi về chế độ dinh dưỡng của em. Rồi còn về tính tình của mình thì như thế nào? Nó có bị thay đổi theo không? Bắt đầu từ cái tháng thứ tư, thứ năm trở đi á, là em bắt đầu kiểu người em khó tính lắm luôn á chị. Kiểu chỉ cần một cái gì đó nhỏ nhỏ xíu cũng làm em cảm thấy khó chịu. Tính tình mình lúc đó nó cấu bẩn, nó chi ly mà nó càm ràm suốt ngày. Dạ đúng rồi, càm ràm suốt ngày. Thế thì mọi người đón nhận cái điều đó như thế nào em? Ban đầu thì chồng em cũng hơi khó chịu việc đấy. Nhưng mà kiểu về sau em cũng có nói với chồng em là em không biết lý do tại sao là cơ thể em cảm thấy khó chịu như vậy. Tại vì cũng đã có lần là vợ chồng em gây nhau về cái việc mà em thay đổi tính tình như vậy. Khi mà tụi em nói chuyện với nhau xong thì bạn cũng hiểu. Xong rồi bạn cũng cảm thấy những cái lúc mà em khó chịu quá thì bạn cũng sẽ giải thích cho em cái chuyện này nó sẽ không như vậy đâu. Sao nè, mình chia sẻ cụ thể cái chuyện này đi, để các mẹ bầu khác mà đang rơi vào trong cái trường hợp này, người ta có kinh nghiệm để người ta xử lý. Cái lần gây nhau đó là từ cái câu chuyện nào? Đi ăn xong rồi đợi lâu á chị. Thế là em cấu, lúc đó em cấu ra mặt với bạn luôn. Thì em kêu là thôi không ăn nữa, mệt rồi không ăn nữa, lâu quá không ăn nữa. Thế là em đòi về. Chồng em cũng kiểu là sợ em không ăn được á, với lại cũng thấy em cấu lên mà cấu vô lý. Dạ, thì bạn cũng quạo lại với em. Cả hai chúng em cũng có gây nhau nhẹ ở chỗ đấy. Nhưng mà kiểu bạn cũng sợ là em không ăn được cho nên là thôi cũng nhịn. Nhưng mà đến khi mà về nhà thì chỉ có một cái việc là lấy đồ thôi thì cả hai cũng gây nhau. Thế là bản thân chồng em cũng bị ức chế rất nhiều. Dạ đúng. Xong rồi em cũng tự em suy nghĩ là chắc là mình cũng hơi quá đáng một xíu. Cho nên là tự em cũng điều chỉnh lại. Cố gắng điều chỉnh lại. Nhưng mà ít nhiều gì thì em cũng nhờ chồng em thông cảm đúng không? Dạ đúng. Thì đó là những cái bí quyết thôi. Có cái gì chúng ta cũng đều phải ngồi lại với nhau và cùng chia sẻ, cùng nói về những cái sự thay đổi của bản thân, của người đối diện, thì sẽ giải quyết được hết với bằng cả cái tình yêu thương dành cho nhau, đúng không? Rồi, vậy thì đến ngày đi sinh thì sao? Từ cái lúc mà em mang bầu tới khi mà em đi sinh là chồng em luôn ở bên cạnh em đó chị. Cho nên là đến cái hôm mà dự sinh là ngày 24, nhưng mà gần đến ngày đó rồi em vẫn chưa có dấu hiệu là em sinh. Em có nghe mọi người nói là con so thì thường sẽ sinh sớm hơn. Cũng có bạn em là mang thai gần cái thời điểm như em thì bạn đó đã sinh một tuần hơn rồi. Mà em thì chưa có một cái dấu hiệu gì hết. Chồng em đến hôm đó là mới sinh em là hôm nay cho anh đi chơi. Tối hôm đó em lại bị bắt đầu đau bụng. Tối thì chồng em về em có nói là em bị đau bụng vậy đó. Thì chồng em cũng nghĩ là chắc là em ăn cái gì đó em bị đau bụng. Ủa khoan, bà vợ đang trong lúc đợi sinh, gần đi sinh đó, thì bây giờ cái chữ đau bụng nó phải là một cái chữ rất là nhạy cảm, tại sao lại nghĩ là chắc em ăn cái gì đó em đau bụng? Cả hai vợ chồng em cùng nghĩ luôn chị. Ủa sao vậy? Tại vì lúc đó là buổi sáng em có đi sang bệnh viện để em khám, thì bác sĩ cũng kiểm tra xong kêu là chưa gì hết đâu. Cho nên là còn hẹn em là thứ hai tuần sau quay lại tái khám bình thường. Tầm khoảng 2 giờ là em đau nhiều hơn. Thì chồng em có lấy dầu thoa cho em. Hả? Tội nghiệp con quá. Ủa vẫn tiếp tục thoa dầu hả em? Đợt này đau nhiều hơn thì trời ơi. Tầm 4 giờ sáng á chị, là em đau quá, em mới kêu chồng em vậy. Em kêu là anh ơi em đau bụng quá em không thể chịu được luôn. Chồng em bảo là nếu mà như vậy á thì em đi vệ sinh thử xem, nếu mà không ổn thì mình đi bệnh viện. Thì mãi đến đoạn sáng tầm khoảng 6-7 giờ hoặc 8 giờ đó em không nhớ rõ, nhưng mà lúc đó là em đau nhiều hơn rất là nhiều. Thì em nghĩ là chắc là em đau bụng đẻ rồi. Trời ơi, không, cũng vừa cái nư cái lúc mang bầu đó. Cũng vừa cái nư mà thử mấy lần mà cứ mờ mờ rồi mới lên được một vạch. Thì bây giờ làm lại thì có nghĩa là cứ đau đi, tôi cũng không biết có đẻ hay chưa. Em cũng không biết là cái đau đẻ nó sẽ như thế nào. Em có nghe cái chị làm chung với em bảo là khi nào mà em đau mà em không chịu nổi, mà em cảm giác là em muốn ấy liền, thì
là em đau đẻ rồi. Trời ơi, những chị làm chung và những chị hàng xóm là những chị rất là thần thánh. Chúng ta chỉ có đẻ con của chúng ta thôi. Chúng ta chỉ có một cái trải nghiệm đơn lẻ trong số 1001 kịch bản có thể diễn ra khi sinh con thôi. Cho nên khi mà mình chia sẻ kinh nghiệm, các bạn thân mến, mình hãy nhớ nói rõ là hồi đó chị là như vậy đó. Nhưng nó sẽ có nhiều kiểu lắm em nhen, cho những bạn lần đầu mang thai. Chứ thực ra có những người sinh hai con, ví dụ như chị đi, là hai lần sinh khác nhau. Và con bé chịu đựng 12 tiếng đồng hồ. Yeah. Mới bắt đầu sực tỉnh, ủa mình đang mang bầu và mình cần đi đẻ. Thật ra em cũng cảm thấy là em chịu đau khá giỏi đó chị. Xong tới khi mà em vào bệnh viện xong thì bác sĩ có kiểm tra, xong bác sĩ bảo là nở 4 phân rồi, bây giờ đưa lên là chuẩn bị đi đẻ trời thôi ơi. Bắt đầu em đi sinh rồi bác sĩ bảo là em lên như vậy là em hơi trễ rồi đó nha. Kiểu em mới cảm thấy là em lì. Trời ơi, bác sĩ nào mà rất là chuẩn mực trong giao tiếp với bệnh nhân. Nhẹ nhàng từ tốn, không gấp gáp gì cả. Yêu bác sĩ. Thế thì bây giờ mình vô được tới bàn đẻ thì mình đẻ luôn chưa? Dạ em nằm chờ chắc khoảng 2 tiếng nữa thì em mới được sinh. Ừ. Tại vì bác sĩ kêu là vẫn chưa có nở ra hết, cho nên là cứ từ từ, với lại nước ối vẫn chưa có vỡ. Đến tầm khoảng 2 giờ em đau nhiều hơn. Đó là bác sĩ đã cho em truyền thuốc rồi. Nhưng mà những cái cơn gò lên thì em cảm giác là nó đau. Thế thì cái hành trình mà rặn đẻ nè, rồi đón được con ra nó kinh khủng không em? Em sinh thì nó nhanh lắm chị. Rặn có 3 hôi là em rất là thuận lợi. Trộm biết là bé nhỏ với lại bé ra nhanh nó cũng khá là suôn sẻ. Nhưng mà trước khi đi đẻ em xem rất là nhiều cái clip mọi người sinh đẻ, thì em kêu thôi em không dám đẻ đâu, chắc lúc đó sinh mổ cho em đi, muốn làm gì em cũng được. Tại vì em rất là sợ, em tâm lý luôn, em bị đặt nặng cái việc đi đẻ luôn á chị. Đến khi mà em vào phòng sinh thì em rất là sợ, mà cái chị hộ lý chị có nói với em một câu là: bây giờ mẹ bình tĩnh nha, ở đây có cô, có bác, có ba ở đây, mọi người đều ở bên cạnh mẹ, nhưng mà con thì con chỉ có một mình thôi, con đang tìm đường ra với mẹ. Cái câu nói nó làm cho em kiểu em có động lực để em xin lắm luôn á chị. Kiểu lúc em chỉ có cố gắng hết sức là để em làm sao để em được gặp con em. Thế thì cái khoảnh khắc mà mình gặp con, chạm vào con lần đầu tiên á, nó như thế nào? Em bị chết lặng á chị. Thật ra là con em có một chút vấn đề, mà mãi đến khi mà bác sĩ bế con em ra em mới biết. Nhưng mà lúc mà bác đưa bé ra thì em chỉ nhìn tích tắc khoảng một vài giây thôi, thì em còn nghĩ là em nhìn nhầm. Em nghĩ là chắc là do em đau quá cho nên là em nhìn nhầm thôi. Nhưng mà khi mà thấy mọi người bế con đi ra để thay đồ á, thì em có kêu chồng em là lại xem con. Thì chồng em cứ nghĩ là lại xem thì chỉ xem mặt mũi thôi, chứ không có nhìn đến những cái bộ phận khác của bé. Chồng em có quay lại kêu là không, con không sao hết, con dễ thương lắm. Đến khi mà bác sĩ đưa em bé lại cho mẹ đỡ da kề da, thì cái điều đầu tiên là em nhìn tay của con em, thì tay của con em có vấn đề. Mà trong lúc mà siêu âm và theo dõi một cái chu trình thai kỳ thì không phát hiện điều đó, và ngay cả các bác sĩ mà theo dõi cho em cũng không phát hiện điều đó luôn. Thế thì vấn đề đó là gì, để rồi cái chẩn đoán hình ảnh mình không phát hiện được em? Tức là cái tay của con em không phát triển đều. Một tay lớn, một tay nhỏ? Dạ. Hay là trên một cánh tay dạ, phần cái lớn ngón phần tay nhỏ của bé. Chỉ có ngón cái là phát triển thôi, còn những ngón còn lại không phát triển được. Lúc đó em kiểu em chỉ ú ớ thôi, em không biết phải nói thêm cái gì hết. Tại vì ngay lúc đó chồng em cũng không biết luôn. Em không nói thêm được gì nữa. Thì chồng em cứ nghĩ là cái tay bị cấn thôi. Thì chồng em bảo là không sao, không sao. Nhưng mà tới khi mà bác sĩ gặp riêng á, chồng em mới biết. Lúc đó em kiểu em chỉ có khóc thôi chị. Em thật sự tới bây giờ em cảm giác cái điều đó nó ám ảnh em tới bây giờ. Chị chia sẻ với em về những cái cảm xúc này của em. Cái điều mong mỏi nhất của một người mẹ khi mà vượt cạn chỉ là mong con mình nó đầy đủ. Đây là một điều rất là tiếc, nhưng mà chị nghĩ không sao cả. Không sao cả, bởi vì bé được sanh ra với một cái tình yêu thương rất là lớn của cả cha và mẹ. Bạn chồng em đã đồng hành với em suốt cả một thai kỳ. Chị tin chắc rằng là hai bạn sẽ cho con được một cái sự tự tin, để mà con cảm thấy là ồ, mình là một đứa trẻ bình thường như bao nhiêu người khác. Cái thông tin bác sĩ cho mình là gì? Cái thông tin để có thể hỗ trợ con, để con có thể có một cái sự vận động bình thường như những bạn khác. Chỉ có là về vật lý trị liệu để cho bé có thể cầm nắm được thôi. Ừ. Còn về thẩm mỹ thì
chắc chắn là không được. Sau cái ngày hôm đấy á, có một bác sĩ bên Nhi Đồng và bác sĩ ở trong bệnh viện mà em sinh á, đến để trao đổi với em. Nhưng mà bác cũng có nói rõ với em là em chuẩn bị tinh thần là chắc chắn là sẽ không có thể nào mà can thiệp quá là nhiều được đâu. Chẳng qua là chỉ có thể tách những cái ngón ra để cho em có thể hoạt động cầm nắm được thôi. Chứ ở trên thế giới và ở Việt Nam cũng chưa có ai có thể. Nó là về mặt tạo hình thẩm mỹ thì mình không can thiệp được. Lúc đó nó có nhiều cái lắm. Một bà mẹ trẻ đối diện với điều đó, nó không đơn thuần là cái sự thương yêu con vì con thiệt thòi, mà nó còn là rất nhiều sự hoảng sợ khác về chúng ta dèn sống ở một đúng, chúng ta sống ở một cái xã hội mà cộng đồng luôn để ý nhau mà. Thì lúc đó thực sự là em có dễ đối diện để có thể đón nhận cái sự quan tâm của mọi người không? Lúc mà em sinh thì mọi người xung quanh, bạn bè của em, mọi người cũng có theo dõi cái thai kỳ của em. Thì khi mà mọi người biết là ngày hôm nay em sinh á, thì mọi người cũng chuẩn bị là mọi người sẽ vào thăm. Nhưng mà khi mà mọi người, bạn bè nhắn tin hỏi em để vào thăm á, thì em từ chối gặp. Và em cảm thấy là em chưa sẵn sàng để em gặp mặt. Tại vì lúc đấy cái cảm giác nó đáng sợ lắm chị. Em cứ nhìn con em là em khóc. Em cứ nhìn con em là em khóc. Cái cảm giác nó tội lỗi, nó xoay quanh em. Mình bắt đầu tự rà chiếu lại coi là cái này là mình đã phải gieo cái gì. Nói chung những cái quan điểm, tư tưởng về chuyện này thì nó vẫn rất nhiều. Thế thì cái sự ám ảnh đó đến bao lâu sau thì em mới có thể dần đón nhận nó với một cái sự bình tĩnh, sáng suốt, tích cực? Khoảng lúc con em được 1 tuổi. 1 tuổi luôn á? Dạ. Thế thì em đã chuyển biến cái gì trong suy nghĩ của mình? Cái khoảng thời gian sau sinh của em nó cũng khá là nặng nề chị. Mãi đến khi mà em với chồng em quyết định là ly hôn với nhau. Thì em mới nghĩ là em còn phải thoát ra cái việc này. Thế thì bây giờ mình tính từ cái đoạn mình từ bệnh viện về nhà đi. Cái sự chăm sóc một bà mẹ sau sinh tại nhà của em, nó diễn ra bởi cái sự giúp đỡ của ai? Có ai hỗ trợ em không? Có mẹ chồng em, có mẹ ruột của em, và cũng có từ chồng của em, nhưng mà không nhiều. Điều gì khiến anh ấy thay đổi như vậy? Tại vì trong suốt cả quá trình mang thai này, anh ấy luôn đồng hành với em. Em cảm giác như là em rơi từ ở trên cao mà em rơi xuống ấy. Tại vì khi mà em với chồng em yêu nhau và khi mà em quyết định kết hôn với chồng em là bởi vì chồng em có thể chia sẻ được với em. Và em nghĩ là sau này khi mà tụi em có con thì tụi em cũng sẽ dành cái tình thương cho con rất là nhiều. Khi mà em sinh xong là tầm khoảng vài tháng sau là dịch, thì lúc đó ai cũng khó khăn hết. Chồng em phải ở nhà. Trước đây thì chồng em cũng đã có khó khăn trong công việc rồi. Khi mà chồng em ở nhà xong thì cái khó khăn nó càng tăng thêm nhiều hơn. Chồng em bắt đầu kiểu tập trung cái việc lo lắng nhiều hơn là quan tâm cho con. Thì có cái khoảng thời gian là chồng em ở nhà và lúc đó có mẹ chồng em xuống chăm. Mẹ cũng hiểu là cái cảm giác của em sau sinh rất là thay đổi. Và cũng nói chung mẹ chồng em khá là tâm lý á chị. Nhưng mà chồng em thì lúc nào cũng ở trong phòng và cứ ở trong phòng suốt, một là chơi game, hai là xem tivi thôi. Chứ rất là ít cái khoảng thời gian mà ôm con, chơi với con. Năm đó chồng em bao nhiêu tuổi? Chồng em khoảng chắc 30 tuổi á. 30 tuổi là trưởng thành rồi, là lớn rồi. Nhưng mà từ đó chúng ta thấy là ở đây mình không cố gắng đi phân định là lỗi của đúng ai rồi. Nhưng nó sẽ có nhiều cái mà nó nằm ngoài cái sự hồn nhiên của chúng ta. Khi mà chúng ta bước vào một cái quãng đời nó đòi hỏi nhiều cái sự tính toán. Tính toán ở đây không có nghĩa là sống tính toán, mà là bạn phải thiết lập được. Ví dụ hôn nhân là một câu chuyện nó không đơn thuần. Rồi trong hôn nhân thì mình sẽ làm ba làm mẹ. Thì làm ba làm mẹ nó đòi hỏi những cái kỹ năng đi kèm mà mình phải làm, thì nó mới có, không ai tự nhiên chăm con được đâu. Cái việc mà chúng ta mặc định là phụ nữ là bỗng dưng có một bản năng làm mẹ thì cái đó là một cái lời nói để cho có chuyện để mà nói với nhau thôi, chứ còn thao tác lao động uống sữa rồi thay tã rồi bế con là đều phải làm mới quen. Thì thông thường nam giới họ vịn vào cái điều đó là tôi không có bản năng đó, và họ miễn trừ trách nhiệm luôn. Và nếu như rất không may khi mà nó có nhiều thứ dồn dập đến cùng một lúc, ví dụ như là câu chuyện của em với chồng em mất việc, rồi hoàn cảnh dịch bệnh và nhiều vấn đề khác, nó làm cho con người ta cảm thấy hôn nhân là một sự ngột ngạt, người ta không có tích cực để tham gia nữa. Tụi em nhận ra được cái vấn đề này nó cũng sớm, cho nên là tụi em đối diện với nó một cách rất là thẳng thắn và đưa ra một cái quyết định. Chị nghĩ là một cái quyết định cơ bản là nó sẽ giúp cho cả hai thoải mái. Và có lẽ là từ sau cái quyết định đó thì em dễ dàng đối diện với con mình một cách nó thoải mái hơn với cái hình hài như vậy. Nhưng mà cái lúc mà chưa quyết định
cái lúc mà chưa quyết định, khi mọi sự nó vẫn còn rất là hỗn mang trong đầu của em, thêm tình hình của con nữa, cái suy nghĩ tiêu cực nhất mà em đã phải trải qua trong giai đoạn đó là em nghĩ tới cái gì Nhung? Khi mà em đứng ở trên cao, sau em đã từng nghĩ là em có thể nhảy xuống dưới với con. Với con. Em cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà thật sự cái khoảng thời gian đó nó rất là bế tắc với em. Tất cả mọi thứ lúc đó đều đổ hết trên vai của em. Cả những cái chi phí sinh hoạt trong gia đình, những cái lo toan trong gia đình, và cả những cái điều em không thể chia sẻ được thì nó đều đổ trên vai của em. Mà lúc đó em không thể chia sẻ với ai được hết. Đến một hôm mà khi mà em không chịu đựng được nữa thì em có gọi về cho mẹ. Khi mà mẹ nghe em nói xong và mẹ thấy em khóc thì mẹ có nói với em là nếu mà cảm thấy không ổn thì bỏ đi con rồi về với mẹ. Cái câu của nó đó làm em bắt đầu em nhận ra là cái cuộc sống của em có thật sự đang ổn hay không, và cái cuộc hôn nhân này nó có phải là cái điều mà em muốn hướng tới hay không, thì em mới bắt đầu em dần dần em muốn thoát ra khỏi nó. Thế thì khi em nói cái điều đó với chồng em thì anh đón nhận cái đề nghị của em như thế nào? Sau khi mà em sinh thì hầu như là em với chồng em không chia sẻ được với nhau. Mất kết nối luôn. Yeah. Trước đây á, em với chồng em rất là dễ nói chuyện với nhau. Bất kỳ có một cái vấn đề gì đó thì em cũng có thể nói chuyện được với chồng em. Sau sinh xong thì tụi em có một cái khoảng cách rất là lớn. Tụi em ngủ chung với nhau mà cũng không còn cảm giác. Nói chung là sẽ cách một cái gối. Và khi mà em cảm thấy là em bị stress về công việc, em bị stress về mọi thứ, thì chồng em lại đặt một cái câu hỏi là sao lúc nào em cũng khó chịu vậy? Sao lúc nào em cũng cáu bẩn vậy? Thay vì trước đây chồng em sẽ hỏi là em bị sao vậy? Có việc gì hả? Hay có vấn đề gì hả? Đã bao giờ em đề nghị chồng em giúp đỡ một cái việc cụ thể nào đó? Ví dụ như là việc làm của em, việc chăm con, việc nhà cửa. Có không? Hay là mình im lặng và mình gánh vác hết? Em đã có đề nghị nhưng mà chồng em bảo là chồng em không làm được. Vậy là cũng rốt ráo rồi. Cái gì cần làm mình cũng đã làm. Tụi em đã nói chuyện với nhau khá là nhiều lần. Vậy thì thỏa đáng rồi. Bây giờ thì nó đã thoải mái hơn. Ly hôn thì ly hôn, nhưng đó vẫn là con của chồng em. Vậy thì cái sự kết nối đến thời điểm hiện tại nó có tốt cho đứa nhỏ không? Em không cho chồng em gặp con em. Vì sao? Anh ấy có nhu cầu gặp không? Có chị, thế là có, nhưng mà em không cho. Bởi vì nó cũng có rất là nhiều chuyện sau đó nữa. Từ lúc mà con em còn nằm trong tháng thì kiểu chồng em cũng có chăm, nhưng mà nó ít đó chị. Con nít thì thường nó sẽ cảm nhận được là cái tình cảm, nhưng mà con em thì mỗi lần mà thấy ba cứ khóc, tức là không cho bế và cũng không cho lại gần luôn. Em cũng muốn là sau này khi mà con em lớn lên. Nhưng theo chị thì con của em còn nhỏ quá, nó chưa có cảm nhận được. Nhưng mà khi bạn lớn, đến lúc mà bạn biết nói nhiều, bạn học được nhiều, bạn đi học, bạn thấy là các bạn khác được ba mẹ đón, hay là nói chung là đầy đủ thành viên trong gia đình, thì chắc chắn bạn sẽ có câu hỏi. Chị nghĩ em nên nhìn lại về cái việc là cấm cản như vậy. Thay vì vậy thì bây giờ em cứ để cho con phát triển một cách thoải mái nhất. Mình cấm cản như vậy thì đó là một cái điều theo chị thì nó sẽ là không tốt cho tâm lý của con và cho bản thân em nữa. Em cứ bị một cái gọi là một cái ức chế, nó sẽ ức chế rất nhiều. Mặc dù là có thể bây giờ cuộc sống của em kinh tế nó ổn hơn rồi, tâm lý em cũng ổn hơn, nhưng cái ức chế nó vẫn còn nếu như em không hóa giải được, em không buông ra được. Nên là em hãy thử đi. Mình sẽ có những cái quy định để cho bố gặp con. Ví dụ em không thoải mái khi mà cứ muốn là gặp thì em hãy quy định một ngày trong tuần, đó là ngày hai cha con dành cho nhau. Còn anh không gặp con đó là chuyện của anh. Trước đây thì em không có cấm. Em vẫn gửi hình ảnh, hoặc là em lâu lâu em về em vẫn gọi video call cho gặp. Nhưng mà kiểu về sau thì em nhận ra là cái trách nhiệm mà của một người cha đối với con, bạn nó không có. Em đã bắt đầu em nghĩ cái suy nghĩ là không còn luôn. Chốt lại là như vậy nè em, người ta gieo cái gì thì người ta sẽ được gặt cái tương đương. Anh ấy không có một cái điều rất căn bản của một người làm cha trong trách nhiệm dành cho con, thì cái trái sau này ảnh hưởng trong cái tình cha con đó là một cái trái nó rất là chua. Thì đó là cái nghiệp quả của ảnh. Nhưng nếu như cái nghiệp quả đó mà nó có sự tham gia của việc em cấm cản, nó là khác đó. Vốn dĩ em cũng đã không cần cái sự tham gia về kinh tế của bạn ấy trong cái vai trò làm cha, thì cái việc ảnh gặp hay không đó là cái câu chuyện nó cũng không còn liên quan gì nữa. Nhưng mà mình sẽ không trở thành một người cấm cản. Đúng rồi. Bởi vì khi em trở thành một người cấm cản, câu chuyện nó sẽ được định nghĩa theo một kiểu khác. Nó ảnh hưởng đến tình cảm của em và con em sau này khi em lớn lên, vì người ta có cái cớ. Đúng rồi. Muốn người ta không có trách nhiệm là chuyện rõ ràng,
Nhưng nếu như nó thêm một cái điều nữa là tại vì em không cho gặp, thì toàn bộ cái trách nhiệm của người ta sẽ được em gánh lấy. Đúng rồi. Thì nó rất là vô lý và nó đồng thời làm tổn thương thêm con mình nữa. Em đừng gia tăng thêm cái sự mệt mỏi cho bản thân nữa. Bạn phải một thời gian nữa em mới có thể xuôi cái suy nghĩ của mình. Quay trở lại đúng cái thời khắc mà mình chia tay đi. Một bà mẹ bỉm sữa khôi phục lại tinh thần của mình trong cái hành trình nuôi con nhỏ như thế nào, với một cái đặc điểm rất là đặc biệt ở con, với một cái trải nghiệm hôn nhân nó tan vỡ. May mắn là em còn có mẹ em bên cạnh đó chị. Tại vì công việc của em một ngày em mở mắt dậy là em chỉ có làm tới khi mà em đi ngủ thôi. Mẹ em thì là người hỗ trợ cho em trong cái việc mà chăm em bé. Đồng thời kiểu lúc đấy là bác sĩ có chuẩn đoán là bị trầm cảm sau sinh. Vì em bị stress quá nhiều cho nên là mạch máu não em nó bị phù á. Em càng ngày càng bị thu người em lại. Em đi làm về là em cứ ở nhà và em không nói chuyện với ai. Em rất là lười ra đường. Thì bạn em mới bắt đầu kéo em ra, bắt em là phải đi du lịch với bạn em. Nói chuyện với em nhiều hơn, và bạn em chủ động sang bên nhà em luôn, miễn sao đừng để cho em một mình. Tại vì những cái lúc một mình em cảm giác là em chỉ muốn chết thôi. Mọi người cũng động viên em rất là nhiều. Thì khi mà em bắt đầu em ra ngoài lại, em gặp người này người kia lại, thì em bắt đầu em cảm thấy là em đang thay đổi dần cái suy nghĩ của em. Và em muốn là em muốn làm những cái điều tốt hơn nữa để bù đắp những gì mà em đã làm sai với con em. Tốt quá. Em rất may mắn khi em có được những người bạn như vậy. Ở trên thế giới có rất là nhiều những cuộc tự sát của các bà mẹ bị trầm cảm bởi vì chung quanh họ không có được những cái sự chia sẻ giống như em. Nên đó là một điều may mắn của mình. Vậy thì trong cái sự may mắn đó, với cái sự đồng hành của rất là nhiều người như vậy, thì bây giờ mình gửi một lời tâm tình của mình, thì mình nghĩ là mình sẽ nên gửi cho ai? Cho mẹ, cho những người bạn, hay là cho em bé nhỏ của mình, để nhắn gửi đến con một cái thông điệp về sự kiên cường, về tính bất khuất mà con sẽ cùng đi với mẹ? Lời cảm ơn nhiều nhất thì em sẽ dành cho mẹ của em. Thứ hai là con em. Kiểu mỗi lần mà em thấy con em nó lớn lên một chút á, thì em cảm giác là em còn phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng là cái cảm giác mà mỗi lần em về xong rồi mẹ em dạy cho con em gọi mẹ ơi, cứ mỗi lần con em gọi như vậy thì em cảm giác là em phải cố gắng, em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau đó là tất cả mọi người, bạn bè rồi cái bạn làm việc chung với em, kiểu lúc nào mọi người cũng sợ em ở bên một mình đó, cho nên là lúc nào mọi người cũng nhắn tin an ủi xong rồi động viên em rất là nhiều. Nó sẽ có một cái liệu pháp mà em luôn phải thực hành. Đó là cái việc đón nhận hiện tại và tìm giải pháp cho nó. Chứ mình không quay ngược trở lại để mà mình truy nguyên vấn đề. Có những cái vấn đề chúng ta buộc phải biết nguyên nhân và chúng ta giải quyết trên nguyên nhân. Nhưng có những vấn đề chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó là vì nó như vậy thôi. Con tự tin sau này hay không là từ bây giờ, tùy vào cái cách mà em cùng với con hướng dẫn con lựa chọn. Cho nên nhớ điều đó là tập trung vào cái hiện tại và tìm cái giải pháp nào nó phù hợp cho cái hiện tại, đó là cách em cần làm. Cảm ơn chị. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình, chia sẻ cái câu chuyện của mình. Và cũng rất cảm ơn những lời chia sẻ của chị Tô Nha. Chị tin là một ngày nào đó gặp lại em sẽ là một con người khác. Mới gặp chị xong, mới gặp chị mấy bữa trước xong. À, trong một cái buổi. Dạ đúng rồi, em cũng mới gặp chị xong cái chương trình ngày xưa rồi, cái gì cũng biết vậy. Trời ơi chị hay quá, cái gì chị cũng biết, cái gì chị cũng nhớ. Mà em không biết câu chuyện mang thai của chị cách đây 4 năm, chị nhớ không? À dạ nhớ chút chút, tại dạ. Vì nhờ có chồng nhắc. Em sẽ cho chị uống thần dược để chị sẽ nhớ đầy đủ chi tiết nha. Rồi ơi chị ơi, 100 dạ. Số thì Ngọc Lan nhớ được chừng 3 số cái chuyện mời nước một cách chủ động. Chị thấy chị, trời ơi chị thấy chị đặc biệt chứ chị Khánh. Vậy là quý lắm đó, quý hóa quá, cảm ơn Ngọc Lan rất là nhiều. Như vậy thì em vẫn phải hỏi là cái câu hồi nãy Lan hỏi chị, dạ. Là chị có còn nhớ câu chuyện mang thai cách đây 4 năm không? Tại vì thường cái câu chuyện thứ hai nó sẽ lấp lên câu chuyện thứ nhất. Dạ, khi mà mình biết được mình mang thai bé Tuấn Khang là bé đầu á, thì cái cảm giác đó nó rất là lạ lẫm. Tại vì sao ạ? Nó không có một triệu chứng gì là cho mình biết là mình mang thai hết. Tự nhiên một ngày đẹp trời đang ở dưới quê của nội của ông xã mình là ở Đức Hòa, Đức Huệ là Long An á, thì tự nhiên đang đi qua cầu cái tự nhiên mệt ngang gì, thở không nổi,
không? Mình nghĩ là chắc là mình bị bệnh cảm gì đó mà tại sao mình lại mệt quá đi, thở không nổi, rồi cảm thấy cái gì nó cũng nặng nề, rồi cơ thể mình nó nhức mình nhức mẩy không có làm được gì hết. Thì nó ủa sao kỳ vậy ta? Tự nhiên cái phụng thể suy sụp ngang xương dạ, vậy. Vừa bước qua cái cầu một cái là suy sụp liền. Lông thể bất an, không qua cầu nổi luôn là. À chưa đó, qua cầu luôn. Cầu nổi luôn, để giống như cái cầu khỉ ở dưới quê. Là chị đi bộ. Dạ đúng là rồi. Là cầu khỉ. Dạ, cầu không khỉ. Phải cầu bê tông. Dạ không à. Wow. Dạ mà tự nhiên nó mệt ngang vậy đó, nó ủa sao kỳ vậy ta? Sao kỳ quá. Cái triệu chứng gì nó lạ lẫm. Nó nói chị có nghĩ là chị say sóng không? Nghĩ là chắc là mình say nắng nha, tại vì lúc mà đi từ Sài Gòn về tới quê là giữa trưa giờ ngọ, cũng gần 12 giờ trưa rồi, thì qua cầu khỉ cái mình nói ủa sao chị mình mệt, chắc là bị say nắng trúng nắng. Thì cũng bình thường, cái nói ủa sao kỳ vậy, không tới giờ này mà sao mà cái mùa rau rụng vẫn chưa tới. mùa rau rụng vẫn chưa tới, có chuyện gì chăng? Thế là mới đi que, mua que về thử thì lên 2 vạch. Chị, nhưng mà lý do tại sao chị lại nghĩ là chị phải mua que về thử? Tại vì mùa dâu rụng không tới đó. Dâu không tới. Dâu không tới. Điều đó có nghĩa là trước đây các mùa dâu rất đều đặn. Rất đều, cứ đến ngày đó hoặc là chu kỳ 28 ngày là mùa dâu đến. Nhưng mà tới ngày 30 mấy ngày rồi mà vẫn chưa đến. Cho nên là mình sực nhớ ra. Đã lâu rồi, mình không thấy mấy quả dâu. Với lại theo đúng phong mắt thì có chồng rồi thì cũng phải đến những lúc không có dâu thì phải đi que mua que thử kiểu. Dạ. Có nhiều người em gặp á, không có lý do gì cho cái việc mà đi mua que hết á, chỉ đơn giản đó là có chồng rồi thì phải mua que thử vậy thôi đó, kiểu cho nó đúng cái gọi là cái cấu trúc của cuộc đời mình. Dạ. Rồi có nghĩa là chị thử que ở quê nội? Dạ không, về nhà rồi, tại vì về quê nội có một ngày thôi, sáng đi chiều về, xong rồi tối đó vẫn mệt thì qua hôm sau nhờ chồng mua que thì anh Khải là người đi mua que. Dạ. Xong rồi hai vợ chồng cùng thử thì phát hiện ra 2 vạch. Dạ. Chị có nghi ngờ cái que thử đó không? Thế sao vậy ạ? Vậy là chưa phải là fan cứng của chương trình rồi. Dạ. Ở đây có rất là nhiều người nghi ngờ về cái độ chính xác của cái que. Không ai tin tưởng vào nhà sản xuất cả. Nên là mua rất nhiều. Mua que mà mua thêm chục chị? Khánh cũng có. Tức là mua một que về 2 vạch thì thử thêm một que nữa. Dạ. Rồi sau đó thì mới đi đến bác sĩ để mà khám. Rồi chị. Cái lúc mà mình thử lên 2 vạch á, cái cảm giác chị lúc đó nó như thế nào? Tại vì hồi nãy chị nói là anh Khải thử cùng với chị đúng không? Dạ đúng rồi. Là hai vợ chồng là đều chứng kiến cái vạch đó. Dạ. Thì cái cảm xúc của hai anh chị như thế nào? Chị diễn tả nó slow motion, nó chậm chậm lại cho em cảm nhận đi. qua cái thời gian để chờ cái que nó nổi vạch đi ha. Xong cầm lên. Hai vợ chồng nhìn nhau và nói chung là vỡ òa cảm xúc, mà nói chung là không có biểu hiện được luôn. Tại vì sao? Đây là một cái điều hạnh phúc mà cả hai vợ chồng và cả gia đình chờ đợi phải nói là rất là lâu rồi. 2018 thì là hai vợ chồng cưới là 24, tới 2018 tức là hơn 3 năm thì mới có tin vui. Thì cái điều đó nó làm cho mình bất ngờ và giống như mình bị đứng hình luôn á. Thì nhìn nhau xong rồi không có nói một lời gì hết. Thì giống như là mọi ngôn ngữ nó bó tay luôn. Thì và Khánh cũng chia sẻ luôn một điều là trước khi có được Tuấn Khang thì cũng vào cái thời điểm đó mà một năm trước thì Khánh cũng có được một cái điều này, là hai vợ chồng cũng phát hiện ra là có 2 vạch. Thì thông báo với cả nhà, thông báo với bạn bè, thậm chí thông báo với hàng xóm. Thì cũng có một người nói rằng là chưa được 3 tháng thì đừng có báo sớm quá, nhiều khi mọi chuyện nó không có suôn sẻ như mình mong muốn. Thì hai vợ chồng nói trời ơi, thì có niềm vui thì phải báo thôi. Nhưng mà đến khoảng 2 tháng thì bé bị thai lưu, tức là không có phát triển nữa. Thì cái điều đó nó làm cho hai vợ chồng cảm thấy là vụn vỡ luôn, và cả nhà suy sụp và cảm thấy là sụp đổ mọi thứ. Thì ngay cái thời điểm mà phát hiện ra là vạch thứ hai với Tuấn Khang á, thì hai vợ chồng không có dám chia sẻ với cả nhà, thậm chí ba mẹ của mình mà mình giấu luôn. Và cái quá trình mà ba mẹ tìm hiểu là có phải có bầu nữa hay không á, là cả một quá trình. Ba mẹ ở dưới quê, ba mẹ chồng ở dưới quê thì thấy là Khánh gọi điện thoại FaceTime hỏi thăm sức khỏe thì thấy Khánh suy sụp, tại vì lúc đó là bị hành rồi. Nó bị mệt mỏi. Cái ba mẹ chồng mới qua nói con có tin vui gì không? Cả mẹ Khánh mà Khánh giấu, rồi ba mẹ chồng cũng giấu luôn, tại vì sợ cái chuyện mà không vui nó xảy ra lần nữa. Thì ba mẹ chồng mới me qua gặp, và mẹ chồng vậy nè, phải
phải không con? Phải không con? Mà không dám nói phải cái gì luôn. Không dám hỏi thẳng, phải không con? Có đúng vậy không con? Cái gì mà tôi thấy Tô Ánh Nguyệt đâu đây vậy trời? Cái xong rồi hai vợ chồng nói dạ, dạ đúng rồi, chắc là trời ơi, mẹ mừng quá con ơi, mà mẹ không dám hỏi, bữa giờ mẹ nghi rồi, thấy cuộc điện thoại mẹ nghi, mẹ lên liền mẹ hỏi nè. Nói chung là rất là hạnh phúc, là bởi vì cả nhà đều mong chờ và cả nhà đều cảm thấy bất ngờ và cảm thấy là cái điều mà mình mong chờ đã đến được rồi, thì mọi thứ nó vỡ òa cảm xúc nó đến nhưng mà vẫn phải đi nhẹ nói khẽ, không dám chỉ mặt đặt tên, kiểu bực nhất là không được nói cho ai nghe. Chị ơi, giờ có quá trình mà 3 tháng mà chị giấu như vậy á, là chị giấu bằng cách nào, trong khi đó thì chị ngán rất là nhiều luôn. Dạ đúng, mà ở chung với mẹ nữa đó. Ở chung với mẹ của mình nữa, thì mỗi lần mà ăn cơm là ăn được cái 2 đũa là mệt, thở không nổi là vô phòng ngủ rồi nằm thở gì đó. Mà mấy lần như vậy thì mẹ mới nói tụi con có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không? Tôi không dễ sợ luôn. Cái gì mà tôi có cảm giác giống như là một cái thế kỷ thứ 15, 16 mà gái nhà lành mà lỡ có bầu mà không dám nói với ba mẹ, sợ quê với hàng xóm. Nãy giờ không như là Tô Ánh Nguyệt mà tôi nói rồi. Rồi lúc đó chị trả lời sao? Lúc đó không dám nói thiệt luôn á. Không có, là tại vì con đi làm nó còn mệt thôi, chứ có đi làm gì đâu. Lúc đó là không làm gì hết. Rồi anh Khải anh giấu làm sao? Giấu luôn. Xong rồi cái mỗi lần mẹ nói là có chuyện gì không con, cái xong nói không, chắc vợ con nó mệt gì thôi, chứ không có gì đâu mẹ, không có gì hết trơn. Và lảng tránh ánh mắt của phụ huynh đi ra chỗ khác. Đi chỗ khác vậy đó, mà cứ vậy hoài, mà cả hơn 1 tháng mấy 2 tháng thì bắt đầu mới nói với ba mẹ đó. Thấy thương, tại vì bị bể là lúc mà ba mẹ chồng lên phát hiện đó, rồi mẹ ruột biết luôn. Nhưng mà cái lúc mà phụ huynh biết, bề trên biết, tự nhiên chị thấy thoải mái hơn không? Dạ thấy thoải mái, nhưng mà kèm theo cái nỗi lo. Lo là gì? Ngay cái thời điểm mà giống như là 2 tháng á, là phát hiện bé trước là bị thai lưu á, thì khi mà mình đi khám thai thì mình rất là sợ. Mình sợ thông báo là như cũ là chắc mình chết luôn á. Cho nên là cái quá trình mang thai Tuấn Khang là Khánh rất là hồi hộp, lo lắng đủ thứ. Rồi đến khi mà được 12 tuần tuổi á, là cái giai đoạn đó là bắt đầu bé sẽ có những cái chuyển động nhẹ. Rồi từ từ những cái tuần tiếp theo thì sẽ những cái chuyển động. Nhưng mà cái anh Tuấn Khang nhà Khánh á, là ở trong bụng ảnh rất là hiền, ảnh rất là ít chuyển động. Cho nên là mình lại lo nữa, tại vì người ta nói là bé sẽ chuyển động, bé sẽ đạp nữa. Ảnh đạp ít lắm, ảnh ngủ không mà giống Khánh, cái nết Khánh ngủ không à. Cho nên là rất là sợ. Và từ khi mà Khánh mang thai đến khi mà sanh ảnh, rồi sanh ảnh ra, rồi lại sợ thêm tiếp nữa. Cuối cùng bị bệnh rối loạn dây thần kinh lo âu, khủng khiếp. Là chị bị hay con bị? Khánh bị. Khánh bị. Và mọi người khi mà biết tin Khánh bị rối loạn dây thần kinh lo âu, mọi người rất là hoảng hốt và ngạc nhiên. Khánh ơi, Khánh không có chuyện gì phải lo, tại sao Khánh bị bệnh lo âu? Mọi người la lại Khánh. Tại vì bản thân Khánh cũng không biết là tại sao mình lại bị bệnh như vậy. Là bởi vì một quá trình dài, cái dây thần kinh lo âu nó cứ lúc nào nó cũng căng, mình không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Cái chuyện đáng lo mình lo là đúng rồi, mà chuyện không đáng lo mình cũng lo luôn. Mà mình tưởng tượng những cái điều bi kịch xảy ra không. Cho nên là mình thành bệnh, là đây là căn bệnh chung của rất nhiều người, và không riêng gì mẹ bỉm sữa không đâu. Những người bình thường cũng bị, và cả đàn ông cũng bị nha. Ráng đang bị nè chị. Đó. Và bây giờ là khi mà Khánh trải qua rồi, là Khánh biết là đây là bệnh do mình tự tưởng tượng, và không có thuốc nào trị được. Chỉ có bản thân mình mới có thể trị được bệnh của mình mà thôi. Tại vì mình do tự mình nghĩ ra. Thực ra thì với rối loạn lo âu á, cái điều đầu tiên mà mình rất là muốn chia sẻ với quý vị khán giả mà đang xem chương trình ngày hôm nay, với sự chia sẻ của chị Lê Khánh, đó là mọi người đừng bao giờ nói cái câu này với một cái người đó là: ê, tao thấy mày không có chuyện gì hết á, mắc cái chứng gì mà mày lo. Thực tế thì nếu như nó đã là một dạng rối loạn thì nó không cần phải có những cái biểu hiện cụ thể. Và cái không thứ hai, nguyên nhân luôn. Đúng. Và cái thứ hai là vậy nè, nó không phải là câu chuyện mà mình nhìn thấy được bằng mắt thường để rồi bạn nói rằng là tôi không thấy bạn có chuyện gì hết cho nên là tại sao bạn phải lo. Những vấn đề tâm lý nó là những vấn đề chúng ta không định dạng được cái hình ảnh của nó. Cho nên là nếu như bạn đang được một cái người, người ta chia sẻ rằng là mình đang cảm thấy lo âu, hoặc là bạn biết rằng có một người đang bị rối loạn lo âu, thì chuyện của bạn đó là làm gì? Làm thinh giùm, làm thinh và nghe người ta chia sẻ. Đừng có những cái khẳng định theo kiểu phủ nhận vấn đề của họ, bởi vì thực ra chính họ cũng không biết tại sao họ lo, mà nếu như họ biết thì họ đã xử lý được vấn đề của mình rồi. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là với Khánh, với chị Khánh thì không thể nói là không có chuyện được. Một cái sang chấn trong quá khứ là cái câu chuyện bỗng dưng con mình nó không ở lại với mình.
đối với mọi bà mẹ đó là một câu chuyện lớn chứ không hề nhỏ. Cái thứ hai đó là mình không biết được lý do, thì bây giờ khi mình lặp lại cái hành trình đó một lần nữa thì tất cả những cái điều đó nó được sống dậy trọn vẹn, và cái việc mà bạn bị bất an là bình thường. Đoạn này trong tâm lý nó gọi là stress sau sang chấn, PTSD, nghĩa là cái việc mà tôi phải ở lại với một cái nỗi ám ảnh mà tôi không thoát ra được khỏi nó. Và bây giờ với chị Khánh nó còn nặng hơn là bởi vì cái hành trình đó nó lặp lại một lần nữa chứ không phải nằm trong tưởng tượng. Cho nên là làm sao mà không có lý do được, tóm lại là như vậy đó. Và cái triệu chứng mà của rối loạn lo âu nó khác với trầm cảm, là bởi vì trầm cảm nó sẽ những cái triệu chứng khác, còn với Khánh có những cái triệu chứng lo âu là gì, là mình cái gì mình cũng sợ, chuyện không đáng sợ mình cũng sợ, và mình sợ chết. Mình sợ chết khủng khiếp luôn, cái gì mình cũng nghĩ là mình sẽ chết. Chẳng hạn như là khi mà căn bệnh nó nặng á, là mình tắm á, mình không dám đứng một mình trong nhà tắm, mình phải bắt một người khác đứng bên cạnh mình. Bởi vì sao? Mình nghĩ rằng khi mình mở vòi sen, nước mạnh quá, mình đưa cái mặt mình vô, mình sẽ bị ngộp thở và mình xỉu, rồi mình không có được sự giúp đỡ của mọi người, mình sẽ chết trong nhà tắm. Rồi mình uống ly trà sữa có trân châu, mình hút vô thì trân châu nó sẽ lọt cho đường thở của mình sẽ bị nghẹt thở, mình chết. Rồi khi mà mình những cái lo âu nó trổ lên vậy thì tay chân mình nó sẽ rất là lạnh nè, đổ mồ hôi nè, rồi nó tê tay tê chân, lòng ngực của mình nó nóng lên như lửa đốt, trong lòng là có, và cảm giác là mình xỉu đến nơi. Lúc đó chị sinh bé chưa hay vẫn đang trong thai kỳ? Dạ, khi mà bé được gần 1 tuổi là bắt đầu triệu chứng nó nặng khủng khiếp. Là nó có một quá trình là mang thai rồi sanh ra, rồi bé có những cái triệu chứng chẳng hạn như bình thường như con người ta là hơi cảm một chút, hơi ho một chút, nhưng mà Khánh thì Khánh tưởng tượng hơn là con mình ho quá vậy nó ngủ không được, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi con mình nó bị bí tiểu, tại vì cái da quy đầu của bé hơi dài cho nên là bé bị bí tiểu, thì cái chuyện nó bình thường, nhưng mà Khánh tưởng tượng là bé không tiểu được thì bé sẽ bị bể bụng, rồi bé sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng của bé. Thì đó, nó cứ ngày càng nhiều mà mình không biết, tại vì mình không biết cái sự kiểm soát cảm xúc của mình, thì thành ra một căn bệnh nó kéo dài như thế. Và nó 2 năm thì nó bị quá nặng đi. Rồi khi mà vô bệnh viện và mình sẽ nghĩ rằng là mình bị nhức cái chỗ này thì mình sẽ bị bệnh tim nè, nhức đầu là bị não nè, rồi cái gì là sẽ bị thận nè, và cái gì nó cũng khủng khiếp hết. Và vô bệnh viện như là cơm bữa, mệt một chút là đòi đi cấp cứu, mệt một chút là phải vô bệnh viện và khám tổng quát từ trên xuống dưới, chụp MRI, nói chung là tất tần tật, không bị gì hết nhưng mà vẫn mệt, vẫn tin là mình bị bệnh, vẫn tin rồi chị còn bị cả ám ảnh cưỡng chế nữa đó. Dạ, chị đúng rồi, tức là những cái hành vi của mình là mình không kiểm soát được, không ngủ được, nhắm mắt lại thần kinh nó căng lên y như là ai kéo một cái mảng lưới, nguyên cái hệ thần kinh của mình kéo lên căng ra, không ngủ được, và càng không ngủ thì lại càng tưởng tượng nhiều. Nói chung là mệt mỏi và cả nhà ảnh hưởng theo, một không khí trầm buồn nặng nề u uất trong nhà một thời gian khoảng 1 tháng trời, nó khủng khiếp vô cùng tận. Và người tội nhất là chồng của mình, và mình là cái người mà hành chồng mình nhất, tại vì mình không biết, giống như là lúc đó mình quá sợ hãi và cái gì cũng làm phiền, mệt chút là bắt chồng chở đi bệnh viện, mệt chút là bắt chồng chở đi khám tổng quát, rồi đến nỗi cái người đi đường mình cặp điện thoại gì là người đi đường đi ngang cái trời ơi ba ơi người ta giật điện thoại của mình, người ta giật điện thoại của mình, tới mức độ vậy luôn. Và đi khám tâm thần luôn nha, vô bệnh viện tâm thần khám luôn, bác sĩ tâm thần nói luôn chị bị rối loạn lo âu. Và chồng nói giống như là càng, và khi nha, đặc biệt chỗ là khi phát hiện bệnh rồi, bệnh nặng hơn, tại vì mình biết mình bệnh lo âu là mình lo âu nhiều hơn nữa, rồi mình hành người thân mình nhiều hơn nữa, rồi chồng mình quá mệt mỏi. Và đến một ngày nói là ba ơi mẹ chết, mẹ xỉu tới nơi rồi, mẹ chết, thì chồng mới nói câu là mẹ nói mẹ bị bệnh thần kinh chứ thật ra ba mới là thần kinh nè. Tại vì sao? Ba không biết mẹ đang như thế nào, ba không biết mẹ đang ra sao, mà những cái biểu hiện của mẹ làm cho ba quá sợ, và bây giờ thần kinh của ba căng lắm rồi, ba rất là mệt mỏi rồi. Tự nhiên mình tỉnh, bác sĩ nói cỡ nào mình cũng không nghe, tự nhiên nghe chồng mình nói tự nhiên mình tỉnh. Ủa tại sao lại như vậy, tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này, và tại sao mình lại làm khổ chồng mình và người thân ba mẹ mình đến như thế. Bắt đầu tự trấn an, khi mà cơn hoảng loạn nó tới mình phải tự trấn an, mình phải nói rằng không có chuyện gì đâu, báo động sai rồi, và từ từ một thời gian khá dài bắt đầu mình mới có thể tự trấn an bản thân được, và cái cơn hoảng loạn bắt đầu nó mới từ nó mới cách khoảng và nó tái lại nha. Bệnh này hoàn toàn không bao giờ hết, nó tái lại và mình phải tự trị.
và Khánh cũng mới bị tái lại cách đây khoảng một tháng, tại vì nhiều cái sự lo lắng làm lại cho mình tái lại, nhưng mà mình phải tỉnh táo và mình nói là không vấn đề gì đâu, từ từ và từ nó sẽ trở lại. Khủng khiếp. Cảm ơn chia sẻ của chị. Tại vì em cũng đang trên một cái đà gọi là gần giống như chị, là bởi vì em lúc nào cũng sợ chết, sợ chết vô cùng. Và giống em hay chia sẻ với chị Tô Nha là mình đi làm, cái con mình ở nhà lúc đó nó còn mới bò thôi, mình lúc nào mình cũng nghĩ là trời, nó cầm đồ chơi nó chơi rồi đỡ, nó dắt một cái đồ chơi tọt vô trong cổ họng nó, lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới những cái hình ảnh xấu thôi. À, em thì chắc là cái cường độ của em chưa đến mức như chị, nhưng mà em bị mất ngủ. Đúng. Và bây giờ em cứ tự trấn an, tức là khi mà em có những cái suy nghĩ tiêu cực thì em nói là không có đâu, đừng có suy nghĩ bi quan như thế, và em phải tự dẹp bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, nếu không nó sẽ càng ngày càng nặng và sẽ không kiểm soát được luôn đó. Em sợ lắm, em rất là sợ, tức là mình ý thức được là mình đang như vậy. Đúng. Thôi bây giờ mình quay trở lại với cái câu chuyện gọi là mang thai đi, cái hành trình mang thai của chị. Em rất là muốn nghe những câu chuyện mà bi hài kịch xoay xung quanh cái chuyện mà chị bị ấm ngén á. Em mới là chị hành anh Khải như thế nào? Không, mà tự nhiên lúc mang thai mình có nết nha. Ủa vậy hả? Mình có nết nha. Nhưng là cũng ăn xong mà cũng hơi mệt một chút, rồi không có ăn nhiều như là bình thường, thì ăn theo chia theo nhiều cử, nhiều bữa ăn. Rồi mình bị triệu chứng nặng nhất đó là bị ợ nóng, là người ta sẽ bị ợ chua, là mình ợ mà cái hơi chua lên, nhưng mà Khánh bị ợ nóng, nó khủng khiếp hơn nhiều. Giống như là có tiêu nè, ớt nè, rồi những cái gia vị cay nó đổ dồn lên một lúc, mình ợ một cái khó chịu vô cùng tận. Và nhất là khi nằm xuống là bị ợ. Những cái ngày mà gần cuối thai kỳ á, là không ngủ được, nằm xuống là nó ợ khó chịu. Thế là mình thức nguyên đêm, mình ngồi mình ngắm chồng mình ngủ. Chứ giờ làm gì giờ. Trong khi mình ngủ không được, cái bụng bự chà bá vậy đó, nằm ngồi thở thì hài hạch, mà ổng nằm ngủ ổng ngái ngon là ổng chẳng biết trời trăng mây nước gì hết, mà hai đứa nào cũng vậy hết trơn. Chị có phát hiện ra được cái nết nào đó của chồng trong lúc ảnh mất kiểm soát nhất không? Đó là trong khi ngủ á, là người ta không có kiểm soát được bản thân. Dạ thì chỉ là ngái thôi. Ngái tám bè còn có phun hụt é nữa. Trời ơi. Nhưng mà chị dạ, với cái việc là mình bị ợ nóng như vậy, nó dạ, tạo ra một cái ám ảnh về thức ăn. Dạ. Thì cái món mà chị gọi là cảm thấy là mình dễ chịu, mình thích ăn nhất trong thai kỳ của mình là món gì? Món kho là cái món mặn mặn á, là mình cảm thấy mình dễ chịu khi mà mình ăn cơm rồi chan miếng chanh vô. Và cái món chiên xào là Khánh sợ lắm, tại vì dầu mỡ. Dạ, rồi đặc biệt thích ăn hải sản vô cùng luôn, thích ăn hải sản trong lúc thai kỳ. Và khi mà mình sang xong thì mình bị mề đay. Tới giờ uống bị mề đay và đang uống thuốc. Mề đay khủng khiếp, mà mề đay nổi khó chịu vô cùng tận. Rồi, nhân quả nhãn tiền lắm. Em đang ngồi học câu chuyện với Khánh đi sinh luôn. Dạ, cũng đeo mất hề lắm hả chị? Không, cũng bình thường thôi Lan, tại vì sanh mổ. Cho nên là không biết cảm giác đau đẻ là như thế nào. Chỉ biết sau khi mà mổ xong biết đau mổ thôi. Dạ. Trời ơi, tới bệnh viện, tới ngày sanh luôn, chỉ định bác sĩ nó tới ngày đó, là giờ đó vào bệnh viện. Vui vẻ đi giao lưu với khắp bệnh viện luôn, tại vì có biết đau gì đâu. Trong khi vô phòng chờ sanh là mấy chị kia ngồi rên la tùm lum hết trơn, còn mình tỉnh mơ vẫn còn đánh son đi vô. Cái vụ giao lưu đó là nó nằm trong kế hoạch, trong kiểu như mình, bởi vì mình ngày hôm đó là mình đi nè, chuẩn bị này kia nọ, có make up đồ, gắn lông mi đồ. Dạ không, có lông mi, đánh miếng son nhẹ thôi, tại vì lúc cũng nặng nề rồi. Dạ. Rồi tại vì vào bệnh viện Hùng Vương thì các đội ngũ bác sĩ thì có biết mình, cho nên là mình được vào phòng để chụp giao lưu với bác sĩ, rồi chụp hình tư tán, rồi tới giờ vào phòng mổ thôi. Hai bé Khánh thấy cái sự khác biệt ở chỗ là bé đầu á, mổ thì Khánh không có bị gọi là bị tác dụng phụ của thuốc tê, vẫn bình thường. Nhưng mà bé đầu của Khánh á, là bé bị suy hô hấp thoáng qua, lại cũng lo nữa. Tức là khi mà ra rồi bé không có tự thở được, tự nhiên ra rất là hồng hào vậy đó, nhưng mà không có tự tìm vú mẹ để bú. Thế là phải cho vô khoa nhi một ngày một đêm. Là khi mà bé chào đời là cũng có sự lo lắng rồi, mà mình không biết để mà mình kiểm soát được cảm xúc của mình. Qua ngày hôm sau mình mới được gặp con. Rồi với bé thứ hai ấy, thì bé khỏe mạnh hơn anh, nhưng mà Khánh bị tác dụng phụ của thuốc tê là bởi vì đang mổ gì, bé chào đời rồi, mình ôm bé trong lòng rồi tự nhiên mình lạnh run gì, mình lạnh mình không kiểm soát được, lạnh mà giống như là mình đang ở vùng Bắc Cực luôn á.
rồi bác sĩ phải cho bé vào lòng để mà cho bé sửa đèn, chứ không có da tiếp da với mẹ, thì bác sĩ phải tiêm một mũi thuốc vào người cho Khánh ấm lại. Rồi khi mà mẹ khỏe rồi bắt đầu cho con ra cho mẹ ôm, thì qua ngày hôm sau rồi Khánh bị xây sẩm mặt, là không thể nào ngồi được, mà cảm giác người mình nó lân 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 rất là khó chịu. Thì bác sĩ nói cũng là một tác dụng phụ của thuốc tê nữa. Thì với bé thứ hai thì Khánh bị thuốc tê nó làm cho mình mệt nhiều hơn với bé đầu là vậy. Lúc mà khoảnh khắc mà đem em bé ra với chị á, là có anh Khải ở bên hổ chồng cũng được vô hai bé luôn vô. Dạ vậy thì em chỉ hỏi cảm xúc của chị thôi. Dạ. Lúc đó nó như thế nào chị? Sanh thường á thì là mình phải có thời gian mình chuyển dạ, giống như Lan là phải mấy tiếng hồ luôn á. Dạ. Mấy ngày chị? Mấy ngày em rồi mấy... 2-3 ngày. Đó, nhưng mà khi mà lên cái bàn sanh rồi thì em phải rặn, thì phải có quá trình thì mới gặp con. Còn sanh mổ là chỉ có mấy phút là được gặp con rồi. Thì với bé đầu thì trời ơi sao nhanh quá, mình không nghĩ là mới vừa nằm rồi xong mà tiêm thuốc tê vào cuộc sống của mình thì mới mấy phút là nghe tiếng con khóc rồi. Cái xong Khánh hỏi ủa sao phòng mổ mà không cách âm vậy, em bé phòng khác khóc lớn quá vậy. Ủa vậy luôn á, tại vì không nghĩ là nhanh như vậy, cứ mấy phút là em bé đã chào đời rồi, tại vì lúc đó mình đâu có biết là bác sĩ đã em vẫn còn thuốc nên không có cảm nhận được cái bụng mình nó bắt đầu nó nhẹ lại gì hết. Không biết gì hết, tức là mới có mấy phút mà nghe tiếng con nít khóc nó nghĩ trong đầu rồi sao phòng mổ bệnh gì nhưng không đạt chuẩn gì hết, cách âm gì em bé còn khác khóc lớn quá. Thì nó là ủa sao tiếng em bé khóc ở đâu vậy bác sĩ, nó trời con của Khánh khóc á, trời ơi mới hết hồn bữa rồi mới trời ơi vậy là mình có con rồi hả. Rồi xong rồi cái em bé cho mình coi trời nó cảm giác nó đã gì đâu luôn á, và thật sự chỉ khi nào làm mẹ thì mới trải nghiệm được cái cảm giác đó thôi, đúng không ạ. Rồi với bé thứ hai cũng vậy, và bé thứ hai thì ảnh mắc cười lắm, là tại vì á tóc ảnh một nùi, ảnh lén một tóc hồi nào trong bụng không biết, một nùi rồi thêm hai cái bếp dài như vậy nè, rồi hai cái mắt dài nè, mắc cười lắm, nhìn vô là mắc cười, nhìn vô có ga liền luôn. Sao mà thấy con vậy, rồi thấy ảnh hồng hào hơn anh của ảnh thì thấy vui hơn mà nhẹ hơn, nhõm hơn, mặc dù là mình mệt hơn lúc mà sanh bé đầu. Dạ, cảm giác nó rất là đã luôn. Còn phản ứng của anh Khải thì sao chị? Lần đầu tiên thấy con sao? Chị có hỏi ảnh không? Dạ, có. Với chồng Khánh á, thì với bé đầu thì lúc nào ra là cũng là chồng được gặp đầu tiên. Thì với bé đầu thì bé bị suy hô hấp tháng qua, đó là ba mẹ được gặp con khoảng nửa tiếng thôi thì là phải xa con rồi, thì lo lắng nhưng mà không có dám nói để mà trấn an Khánh. Mẹ Khánh á, là khi mà cả nhà, thời điểm đó chưa có dịch cho nên là cả nhà được vào bệnh viện rồi chờ sanh rồi chờ gặp bé, nhưng mà khi mà nghe tin là bé phải vào khoa nhi để mà bác sĩ coi là có như thế nào á, thì không gặp bé chỉ gặp mẹ thôi, thì mọi người mới đi về để mà qua hôm sau mới vào bệnh viện lại. Sáng hôm sau mẹ Khánh vào xuống 1kg liền. Trời ơi, trong một đêm mà xuống 1kg liền, tức bà là ngoại đã suy nghĩ cái gì trong đêm đó? Đó là không ngủ. Không ngủ tại vì sao? Sợ là không được gặp cháu, rồi không biết là cháu mình có bị gì không mà xuống 1kg liền, ghê thiệt. Khủng khiếp. Và hiện giờ mẹ Khánh cũng đang bị rối loạn dây thần kinh lâu nha. Là bởi vì sao? Cái gì cũng lo, cái thành bệnh. Đó là hai mẹ con một bệnh như nhau, nhưng mà Khánh bây giờ Khánh trấn an mẹ là mẹ phải mạnh mẽ hơn, mẹ phải tức là thể lực mình phải tập mà trí lực mình cũng phải tập. Tức là cái trí lực mình mà không tập thể dục là nó sẽ yếu, nó sẽ không có sự mạnh mẽ để mà mình có thể tiếp nhận những cái thông tin mà mình nghĩ rằng là mình không vượt qua được. Trí lực mẹ phải khỏe hơn, mẹ phải mạnh mẽ hơn, mẹ phải suy nghĩ lạc quan hơn. Tức là hai mẹ con tâm sự với nhau và cũng là tự động viên bản thân mình.